Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải nha Thì nội dung trong video này mình sẽ Đó là mở ba cái thẻ của dự án Game Z ngày hôm nay nha các bạn Tức là ngày 13 tháng 6 nha và khi các bạn mở cái thẻ thì các bạn lưu ý cái ngày nha các bạn tại mỗi một ngày nó có ba cái thẻ khác nhau nha qua ngày mới là nó có ba cái thẻ mới nha các bạn rồi và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mở nha rồi các bạn bấm vào cái phần minor nè rồi và bây giờ mình sẽ mở cái thẻ đầu tiên nha các bạn. Thẻ đầu tiên thì các bạn chọn vào cái phần đầu tiên nè. Rồi các bạn mở cái thẻ uh, lam này nè. Rồi thì để mà mở được cái thẻ lam này á, thì các bạn phải mở cái thẻ gà, uh, cái thẻ cái thẻ gas này nè, cái thẻ gas này đến cấp độ 4 nha. Rồi và bây giờ mình sẽ tìm cái thẻ gas này để mà mở nha các bạn. Rồi và các bạn bấm vào cái phần này nè, các bạn kéo xuống dưới có cái thẻ gas nè. Đây cái thẻ gas của chúng ta là gas mát nha. Đây cái thẻ gas mát này các bạn mở tới cấp độ 4 nha. Rồi và bây giờ mình sẽ mở cấp độ 4 nè. Rồi mình đang ở cấp độ 3 nha Mình mở một phát nữa là lên cấp độ 4 nè Đấy khi mà mình lên level 4 nè Rồi các bạn quay trở lại kéo lên Cái thẻ cái thể lam nè Là nó đã mở khó các bạn có thể mở được nha Bấm vào Rồi các bạn mở cái cái thể lam này Đấy như vậy là mình đã mở một thể Một thể thành công nha Đây nó lên trên đây lên tích xanh nè Rồi và bây giờ mình sẽ mở cái thể thứ hai nha rồi và cái thẻ thứ hai các bạn cũng bấm vào cái phần đầu tiên nè rồi các bạn kéo xuống dưới nè đây là cái thẻ thứ hai đây là cái thẻ này nè cái thẻ Canibat là Canibat các bạn bấm vào, rồi các bạn cũng tiến hành mở cái thẻ này. Rồi như vậy là mình đã mở thẻ thứ hai thành công là đây nó hơi lên hai cái hình hai tết xanh nè. Rồi và cái thẻ thứ ba cũng là cái phần này luôn nha các bạn, các bạn kéo xuống dưới nè, các bạn mở cái thẻ này cho mình. Đó là cái thẻ O2tan nè, đây các bạn bấm vào. Đấy các bạn cũng mở cái thẻ này. Rồi như vậy là mình đã mở ba cái thẻ thành công, mình nhận được 5 triệu cái đồng xu Z của ngày hôm nay nha các bạn đấy à, các bạn hàng ngày các bạn cứ việc vào mở ba cái thẻ này để mà nhận đây nó lên ba cái thích xanh như thế này là ok nha các bạn thì hiện tại mà bạn nào đã bỏ lỡ cái dự án Hamster Combat thì các bạn nên khai thác dự án game Z này nha các bạn nó khai thác giống y chang như dự án Hamster Combat nha và cái đường link đăng ký cùng như video hướng dẫn mình sẽ để bên dưới phần bình luận nha cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau